Mày đeo à, nó vẫn né được. Né hậu tôi cái. Né, né hộ, né hộ. À, dính đạn như thế, bám dính đạn tôi như thế mà vẫn chạy được về đây phía trên à? Ăn liệu đạn đi. Chạy đâu? Chạy đâu? Ơ, à, đâu rồi? Rõ ràng vừa thấy nó chạy trong này rồi. Chạy trong này rồi đúng không? À, đây rồi, bắt đầu thì nó chạy lên phía trên nhà rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ câu lưu đạn lên thẳng phía trên nhà, không thể nào mà để nó sang này để trứng được. Đó, đi đạn đi. Ăn lưu đạn đi bạn ơi. Tiếp đi. Thêm quả nữa này. Bây giờ đây là cái thời khắc tốt nhất để chúng ta dâng lên, chúng ta chiến thắng này rồi. Nào đây. À, mày ở chỗ này à? Nào, mày ở chỗ này à? Hello, xin tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày mới thiệt là vui vẻ. Và ok mọi người ạ, ở cái video này thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là đấu giành ở trên cái map đảo quân sự như bình thường thôi mọi người. Mình thấy là ở trên cái khu vực phía trên này khá là vắng ấy, nên là mình nghĩ chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới là hợp lý các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển bằng cái con xe xanh dương của mình thôi. Con xe này bữa nay mình thấy là các bạn sử dụng không phổ biến cho lắm. À đây, xuống dưới căn nhà lời check thử xem. À đây rồi, một con cò nó ra bắn mình mọi người ạ. Con chó này láo thật đấy. Chúng ta chuẩn bị có cái món giả cầy rồi mọi người ạ. Nào, mày ra đây. À đây rồi, mày cứ núp núp như một con cò hó trong nhà đi. Này thì, này thì ngó ra này, vớ vả vẩn. Định ngó ra như kiểu là chó định ra đất chủ à. Vớ vả vẩn láo. Thằng này phải cho vào cái món giả cầy 7 món thì lúc đấy là nó mới chừa được mọi người ạ. Ok mọi người nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là di chuyển quanh cái khu vực thung lũng này thôi. Thì vừa nãy là mình đang bị một thanh niên khác gọi là đang dùng súng bắn mình ấy. Ê, mình tìm quanh cái khu này méo thấy thằng nào luôn. Rõ ràng là vừa thấy, à đây ơi. Chú cứ trốn ở trên căn nhà L này làm cái gì. Thì mọi người sẽ thấy sang cái phiên bản là OB27 hay OB28 chúng ta ấy. Thì cái con game của chúng ta bắt đầu là update lại rồi. Những cái căn nhà L thì có cái bức tường nó cao hơn nên là rất dễ. Đây là một cái vị trí kẻ địch có thể núp được ở dưới đấy. À, nhưng mà mình không ngại nhé, dân chơi không sợ mưa rơi xuống thẳng phía dưới luôn. Nào, à cái gì đấy bạn ơi, nào cái gì đấy, bạn định chơi tôi à? Từ từ để tôi cuốn móc đây, sau đấy là tôi lên chơi bạn nhé. À không, chúng ta bây giờ phải chơi một cái trò khác. Mọi người biết chơi trò gì không? Mình ra cái bán hàng này, đấy, mua lựu đạn mọi người hiểu không? Đấy, đỡ phải dâng lên cái tỷ lệ phần trăm ta toi mạng là rất là cao luôn mọi người ạ. Đấy, dựng một keo ra, chiến thuật mọi người biết bây giờ là gì không? Câu lựu đạn lên phía trên chứ còn gì nữa? Nào, ăn lựu đạn này, nào, ăn lựu đạn này có chết không? Chết không? Rồi ôi không, chết là lạ luôn ấy. Câu quả liệu gọi là phải gọi là 2000 IQ như thế mà ông không đai mới là lạ. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ lên và trưng dụng cái hòm sắt kia luôn này. Em thấy ván game ra easy không? Quá là easy luôn. Chả qua là các bạn có chiến thuật các bạn chơi game hay không thôi. Chứ với mình cảm thấy nó quá là đơn giản. Nếu chúng ta gọi là solo danh để có thể là leo danh kiếm top thứ là chuyện quá là bình thường. Ấy và bây giờ trong lúc mà chúng ta không để ý cái là chúng ta đã thấy được một thanh niên ở trong cái khu vực sửa cơ khí rồi. Thì chúng ta sẽ dâng lên và chơi thanh niên luôn nhá. À đang ngồi lút đồ này. Nào lút đồ này. À từ từ ta cho nó một quả bất ngờ này bạn ơi. Ấy đâu. Mẹ cho nó không về được vào đầu đi. Không sao. Lại tiếp tục bài cũ đây em ơi. Câu lựu đạn này. Câu lựu đạn chúng không? Không chúng mới là lạ rồi đấy. Chạy cơ mà chạy đằng trời. Tôi biết ngay là ông này thằng nào đang ngồi cuốn máu rồi. Ông chạy thế đâu được. Ok được rồi đấy. Bây giờ ta sẽ di chuyển ra cái khu vực mà có thính mọi người nhá. À đây rồi, mình cảm thấy có mùi mạng rồi, có mùi bông keo là có mùi mạng mọi người ạ. Nào bây giờ, check ra thử cái khu vực phía bên phải xem nào. Nào, đây rồi, đấy, nghe thấy tôi nói chuẩn không? Nào, cán thằng này một phát, cán này một phát, ô, cho nó thăng thiên luôn này. Hình như vẫn còn một thính gì nữa, đây rồi, thấy biết rồi, bật cái màn bảo vệ cho ta. Mày ở bưởi mới ra đây mình chơi tao này, rồi ôi em ơi, mày chơi anh à. Động vai, động với tôi là ông phải xin lỗi tôi ngay, ông hiểu không? Dám gọi là chia đầu ở chỗ này là chỉ có chết chắc với tôi thôi, sống thức quá đâu được. Ok, tiếp nào, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra cái khu khác mà chúng ta đã thấy được một thính gì rồi. Chạy đâu đây, rồi ôi bạn ơi. Sao mày ngu thế hả? Lại tiếp bom keo, lại thêm thanh niên nữa là tiếp bom keo là coi như là toi mạng rồi. Ui, dám 30 cái mạng mà không bằng một cái quả bom keo của mấy ông à, buồn lắm ông ạ. Ok, vậy là nói chung là mình đã clear hết ở xung quanh khu vực thung lũng và cả những cái khu vực sử cơ khí rồi. Chúng ta sẽ ra khu vực cổng trời mọi người nhá. Đây rồi, vừa mới ra cái là chơi gì đã thấy thanh niên nổ súng rồi. Được rồi, vòng đầu xẹ luôn, chơi luôn chứ còn gì nữa. Sao mà sợ đúng không các em? Dân chơi sao không sợ mưa rơi? Nào vào đây, mày né đi. Mày đeo, à nó vẫn né được. Né hậu tôi cái. Né, né hộ, né hộ. À, dính đạn như thế, bám dính đạn tôi như thế mà vẫn chạy được về đây phía trên à? Ăn lựu đạn đi. Chạy đâu? Chạy đâu? Ơ, à, đâu rồi? Rõ ràng vừa thấy nó chạy trong này rồi. Chạy trong này rồi đúng không? À, đây rồi, bắt đầu thì nó chạy lên phía trên nhà rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ câu lựu đạn lên thẳng phía trên nhà, không thể nào mà để nó sang này để trứng được. Đó, đi đạn đi. Ăn lựu đạn đi bạn ơi. Tiếp đi. Thêm quả nữa này. Bây giờ đây là cái thời khắc tốt nhất để chúng ta dâng lên, chúng ta chiến thắng này rồi. Nào vào đây. À, mày ở chỗ này à? Nào, mày ở chỗ này à? Con lợn này. Rồi ôi. Chơi rồi, xin lỗi bạn đi, không có cửa đâu. Ok, đấy chúng ta lại có được game cái mạng hàng ngục nữa rồi anh em thấy. Trận game chúng ta có phải gọi là easy không?
tiếp nhá anh em ơi. Vậy là bây giờ mình đã có được 7 kill rồi, và bây giờ chúng ta lại thấy phía dưới á, phía dưới cái trò này một thanh niên này tiện đông này lên bảng điểm số, và mình nghĩ là vẫn còn thanh niên nữa trên trò ấy là có đội đại phía trên đây rồi. Đây rồi, nhảy xuống hiến mạng cho mình à. Trời ơi, ông chỉ gọi là nuôi tôi béo lên thôi. Anh em xin lỗi bạn anh, em xin lỗi, em dám bắn nhá, không sao, em tí nữa em xử luôn cả anh luôn nha. Bạn bị kinh rồi, không phải xoắn. Ok, đây rồi, phía bên trái này nhá, anh em bình tĩnh nhá, phá nát cái quả kẹo ra này, chúng ta mới có thể có được cái vị trí chúng ta có thể di chuyển được. Nào từ đấy, bắt đầu bắn rồi đấy, cơ hội đây rồi, từ lút nhanh một số cái băng đạn tiểu liên đã. Ok rồi, được rồi, đẹp vào đấy, từ lấy thêm ít tiểu đạn nhỉ. Được rồi, nào lên đây, đâu rồi, mấy thằng kia mà chạy đâu rồi, bên phải có một thằng nhá, thấy rồi, vừa mới liếc mắt đưa tình cái là đã thấy được một thanh niên rồi. Nào ra đây, những thanh niên khác đâu rồi, chắc chắn là vẫn có thằng nữa. Ê ơi, một thằng khác, ui xoạt căn với chúng tôi này, vẫn vỡ đầu như bình thường nhá. Nào thằng nữa đâu, căng ấy, khả năng cao mình nghe tiếng chân, khả năng cao chuẩn bị, có một thằng nó đang dâng lên dụng keo luôn. Ok đấy, ông làm gì thì làm đi, tôi sợ ông quá cơ. Sổi ôi sao ba mươi cái trò này, trừ khi thằng này có lựu đạn mình mới sợ được mọi người ạ, chứ thằng này tụi tôm đấy, cuốn máu nha, an toàn rồi. Ê vãi trưởng, nó có lựu đạn thật, đủ mẹ nó cay vãi trưởng luôn. Mày đâu rồi, thằng nào mày dám câu lựu đạn, mày sao không tính đúng không mày? Đều tao thấy mấy rồi. Mày lúc nào bảo vệ chỗ đâu kìa, chạy trong nhà. Ây rồi, mày ra đây. Nào dựng keo luôn, mày tách cả lò nhà mày, mày bắn nát lỗ tao cái quả bóng keo luôn đấy. Nhà ra không thiếu gì ngoài bóng keo nhá. Bây giờ chúng ta đã thấy thanh niên ở phía bên phải rồi, ở trên ơi, lỗ hổng phía sau. Ok, lấp đầy luôn đấy các bạn, làm sao thằng này nó có thể chơi được mình được. Ok, cuốn bóng cho đầy cái đã. Làm gì đấy, được rồi nhá, định ra đây chơi tôi ở ta đấy, làm gì thì ông làm đi, tôi có lựu đạn này. Nào ăn lựu đi, ăn quả lựu đi bạn ơi. Nào úi rồi ôi, không trúng à, tôi tưởng thằng này đang ở phía bên ngoài nó ke tôi chứ. Quá là hai đứa nó chạy vào trong bo trước ấy. Chúng ta sẽ dùng cái gọi là mini điều đô để chúng ta check thử là xung quanh khu này xem có người hay không anh em nhá. Ôi đủ mẹ, xong xong rồi, em nhìn thấy gì chưa? Ping 99 cộng kìa. Vãi cả đái luôn, đang trong bây giờ phút căng thẳng lại mạng miền núi Tây Nguyên này thì đéo ai mà chơi được, đéo ai mà đỡ được. Mẹ, thôi xong, chạy bo nhanh, phá đấy quả bóng kèo, chạy nhanh còn kịp đảo. Ồ không sao, mình vẫn còn cái trang bị ống cứu thương em ạ. Ấy, sử dụng luôn, mày quá anh ạ, đúng là trong cái rủi đó có cái mày. Ê, mày quá, mà thằng kia nó chắc chắn là đã chạy vào trong bo, bởi vì nó nghĩ là cái vòng bo đấy nó quá là đau đớn luôn, không thể nào mà gọi là zip bo như mình được. Đấy, nhưng mà may mình được, mình cũng phải gọi là mình khá là hên, vì được cái là vừa vào trong bo phát là vừa vòng bo bắt đầu thu cái ấy, là ping của mình quay trở lại. Mày ở ngoài ra đây cắn trộm tao à, trong lúc mà ta đang ngồi trao đổi chiêu thức với mọi người thì bắt đầu lại có thằng khác nó gọi là trao đổi đường đạn của mình mọi người ạ. Láo thật đấy. Nào mày ra đây, mày khoe băng đạn nhà mày giàu à, mày ra đây. Mày chạy à, chạy đâu nào, ăn đạn AK đi em ơi. Nào dê ta, mày chạy đi đâu, chạy đâu em ơi, mày chạy thì đéo đâu được, từ bên chúng ta dựng lại phía trên chơi nó luôn nhá. Mày ra đây nào, tao sẵn có cơ dựng nó kéo ra, từ và tiếp cận thiên nhiên luôn này. Mà bây giờ là trên bản chúng ta còn là vị trí bắt thanh niên nữa. Đi trên lựu à, căng thế nhỉ. Từ để tôi trốn sau con xe tải luôn này. Mày ra đây, mày có thể mày ra đây phá nát cái quả bóng kèo luôn. Mày chú ở tao cái. Trời ơi, vẫn nằm đất bình thường nhá. Vậy là hiện tại trên bản đồ chúng ta chỉ còn duy nhất một thanh niên cuối cùng nữa thôi. Và bây giờ cái vùng an toàn chúng ta đã bắt đầu thu rồi. Và đây là cái thời điểm rất là đúng lúc để chúng ta sử dụng cái trang bị mini drone để biết được cái vị trí của thanh niên cuối cùng trong cái ván đấu này mọi người ạ. Nào từ, chúng ta đang rơi lên phía trên rồi. Đây rồi, đã thấy được thanh niên vị trí cuối cùng rồi. Nó ở ngay sau cái tòa tháp kia thôi mọi người ạ. Từ, bây giờ chúng ta sẽ từ là tiếp cận thằng này luôn mọi người nhá. Gọi là hơi đen bởi bây giờ mình đã sử dụng hết sạch lựu đạn ở trong cái quả gọi là công tròi vừa lấy rồi. Nào, bom kèo ở sơn tòng ATV à. Mày ra đây. Ui, chết cha, ôi dồi ôi. Gọi là thao tác tay của ông nhanh đấy. Nhưng mà tôi cũng không phải dạng vừa đâu, ông hiểu không? Mày ra đây, mày dựng nốt cái quả bóng keo của MTV mày ra đây. Mày ra đây, ui giời ơi, chịu ló đầu ra mà lại dựng bóng keo ra, không dám solo 1v1 với mình à. Đừng quên rằng ấy là mình vẫn còn tính năng của nhân vật Choro, nên mình nghĩ khả năng cao là mình vẫn nắm chắc cái phần thắng hơn so với cả thiên điên này mọi người ạ. Nào từ mày ra đây à, mày đây nào, tao lại sợ mày quá cơ. Bây chúng ta chắc là mau vào phía dưới. Đây rồi, nào, mày đây mẹ con lợn này. Cái vòng an toàn chúng ta đang bắt đầu thu của chúng ta chắc chắn sẽ phải di chuyển xuống cái khu vực phía dưới thôi. Và đây sẽ là cái thác của chúng ta gặp thiên điên này. Đâu, đi làm gì đây, đi làm gì, mày đâu rồi, mày trốn đâu rồi, mày lòi cái mặt mày ra đây. Sao
Tao tìm mày mệt quá cơ, tìm nãy giờ. Anh ơi, mày ra đây đừng làm mày đã. Cũng có cái bảng bảo vệ Choro à? Căng thế nhỉ. Ôi trời ơi, vẫn chết bình thường các bạn nhá. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên ấn chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.